Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ ra một cái video nói về cái chủ đề là mua hoa lan trên mạng. Đây các bác có thể nhìn thấy trông tàn lá hết cả. Thật sự là khi nhận cái hàng này là em rất là buồn đấy ạ. Tại vì xem ở trên hình thì rất là đẹp, nhưng mà về thì lá nó đây nó úa hết mà khô hết như này. Mặc dù là hàng nguyên bản hẳn hoi, hàng nguyên bản hàn cục hết ạ. Đây em sẽ nhúp ra từng cục một cho các bác xem. Nó khô héo và nó bị dập lát nhiều quá. Những cái cây này thì thực sự là trồng này chết thì em cũng chưa biết được, nhưng mà khả năng là nó cũng không chết đâu. Nhưng mà để nó hồi lên xanh tươi thì mất rất nhiều thời gian. Bằng số tiền đấy thì mình có thể mua cái giống tốt hơn mình trồng, thời gian ngắn hơn để mình thưởng thức hoa và cây. Đây các bác nhìn những cái lá này, những cái lá này nó vàng hết rồi, nó sẽ rụng thôi, còn trơ trơ nguyên ngọn thôi. Đây toàn bộ lá như này rồi sẽ rụng hết, thì cái này nguyên bản thì cũng không ăn thua, quá héo các bác ạ. Đây cây như này nữa, cái lan này là cái lan hổ bì em mua một bác trong miền Nam Tây Nguyên. Em thì mua đặt hàng qua mạng nhiều rồi, nó cũng là may rủi thôi. Đây các bác xem, nhìn cây như này thì đến bao giờ nó mới hồi lực sau xong. Nó sẽ rụng hết những cái lá này, ngổng hoa thì khỏi phải chơi luôn, nát hết rồi. Em làm video này chia sẻ cho các bác gọi là cái kinh nghiệm xương máu của em thôi, em cũng bị nhiều lần rồi. Nhưng mà thực ra là em không phải là chê trách gì những bác bán lan cả, tại vì cái đây đây là cái rủi ro là mà người mua lan là phải chịu thôi. Tại vì các bác bán thì thực sự là những cái cây của các bác ấy nó vẫn còn tốt vì nó hàng nguyên bản này, nhưng mà có trong quá trình vận chuyển hoặc là các bác để lâu quá thì nó sẽ bị dập lát và héo như này, nó rất là khó hồi phục lại. Đây những cây này thì hy vọng gì nữa, gãy ngọn hết rồi, hoa hiếc thì tan lát hết. Trông chán quá các bạn, em nhìn cái này em mở hộp ra mà em buồn. Em không phải trách gì những cái bác bán lan mà em buồn những cái cây này này. Nếu mà em giả lại thì thật sự là cũng không hay lắm. Nếu em giả lại thì những cây này nó quay về lại mấy ngày nữa trong hộp thì nó cũng sẽ khả năng nó sẽ chết, nó rất là cao. Rồi em mua lan, nguyên tắc của em dù hàng có xấu như nào thì em không bao giờ em giả lại những cái bác bán lan. Tại vì em nghĩ rằng là những cái người người ta đi lấy này rất là vất vả, tại vì lúc bé là em cũng đi lấy lan rồi. Để lấy được những cái cây này trong rừng sâu ra thì vất vả lắm mà nguy hiểm nữa. Đây cây này bé quá. Đây hết rồi ạ. Đây các bác xem, như này thì rất là lâu nữa em mới trồng lại được cho nó tươi tốt. Chế độ chăm sóc đặc biệt, em thì cũng không phải là cao thủ lắm, cũng sưu tầm chơi vui thôi. Cây như này rất là khó sống này, khó phát triển tốt đấy ạ. Sống thì em nghĩ là sống được, nó rụng hết lá nhìn nó chọc thùng lốc ra nhìn chán lắm, nhìn không buồn chơi luôn. Nếu mà ở chỗ nào gần thì mình đi đến mình chọn giống thì quá là tuyệt, nhưng mà tận trong Tây Nguyên miền Nam thì xa quá. Mà cái loại này ở ngoài Bắc này em thấy ít, rất ít bán. Hổ bì là mấy cái loại hoàng thảo đơn cam, rồi là hoàng thảo vạch đỏ đấy, những cái loại lạ lạ đấy, trong miền Nam hay có. Em thì em thích chơi mỗi thứ một ít, cái loại nào lạ là em tha về, mà em thì em thích mua hàng nguyên bản. Nhưng mà hàng này thì nó kém quá, thật sự là cái lô này quá là thất vọng luôn, là khô héo hết này.
Này phun một đống phân thuốc cũng không lại nổi được. Tèo hết. Mà em thấy các bác cũng tài đấy. Đi chặt như nào được ở những khúc như này xong rồi tha về từ rừng về nhà được. Các bác rất là giỏi. Nhìn những cây này em nói thật là chán chả buồn trồng luôn. Em vứt 2 hôm rồi đấy, để mở hộp ra để 2 hôm ở ngoài trời rồi chưa trồng, nhìn nó chán quá. Nên các bác nào mà đi mua hàng trên mạng thì các bác phải xem thật kỹ nhá, thật kỹ cái hình đấy mọi người, những cái hình mà các bác trên mạng bán đấy ạ, chúng ta phải xem thật kỹ cái giống nhá, cây có bị dập lát không. Cây thậm chí có cây em trước em lấy về còn có sâu bệnh nữa, nhưng mà cái đấy thì mình trồng mình giải quyết được. Cây này thì nó lát quá, nó hỏng hết rồi. Nhìn cây mà xót cho cây quá các bác ạ, tiền thì nó cũng chả đáng là bao đâu, mất vài trăm thôi, nhưng mà cây này nó yếu quá, mình khó hồi phục cho nó. Cái lan hổ bì này hoa cũng rất là đẹp, nó vằn 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 là cánh. Cái hoa phượng vĩ này, gần gần giống cái kiểu dạng hoa phượng vĩ ấy, nhưng mà nó vằn vằn cơ, kiểu kiểu mình con hổ đấy, hổ bì. Toàn những khúc nguyên bản mà tiền ship của em thì rất là cao đấy, tiền ship ngang tiền Nam luôn. Nhận được như thế này thì đúng là em cũng thấy buồn làm sao. Mua hàng trên mạng thì thi thoảng là bị một số lô như này mà chấp nhận thôi, biết sao được. Như em vừa nói trước là em không có cái tính cách là bom hàng hay là trả hàng cả. Các bác gửi cho em là em lấy hết, kể cả hàng xấu, hàng đẹp hay hàng như thế nào lấy hết. Còn những bác nào bán hàng không uy tín thì em chỉ có mua một lần thôi, là em không bao giờ em mua nữa. Đó là cách phong cách mua hàng của em. Còn em không sẽ không trả lại hàng cả. Cái củ dùng mà chán không, cái này em sẽ cho vào một cái chậu to để em xếp nó vào giữ ẩm ở dưới, rễ những cái rễ này nó khô hết rồi, khô hết rồi còn đâu nữa, không biết có ra rễ không, trên này vẫn còn tươi. Cây hổ bì này em còn cái lan này là lan hải táo, nhìn nó cũng héo lắm này. Đây này cây hải táo đây, cây này trồng hồi lâu lắm đấy, trồng nó cũng tan lát hết rồi. Bó này em mua có khoảng 30 hay 40 nghìn gì đấy mà nó héo quá, trông lá khô không khốc rồi, mất nước nhiều quá. Nhưng mà như này thì em tin là em vẫn trồng được. Lan hải táo trông như kiểu cái đống cây cây rác. Đây, chuyến này đây nhìn chán hẳn luôn, chắc là cái là hải táo này em phải mua giống khác này em bổ sung thêm thôi. Giống này đợi nó ra hoa lâu lắm. Này héo quá rồi mà cây nhỏ quá. Hổ bi. Em xin chào các bác nhé.
Em xin chia sẻ cho bác một tí thôi, không có ý kiến trách móc ai cả. Mọi sự rủi ro là em lựa chọn, em chịu. Đây này, em góp ý kiến cho các bác là mua hàng thì phải xem thật kỹ mặt hàng, tránh những trường hợp là mua hàng nó quá kém chất lượng như này, trả lại thì cũng không hay mà chồng thì cũng khổ quá. Em xin chào các bác nhé, các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Em xin chào ạ.